thay tên đổi họ, trốn truy nã 30 năm vẫn bị bắt. Đánh sập đường dây đánh bạc gần 3 tỷ đồng mỗi ngày. Trinh sát vượt 9 con suối truy bắt đối tượng trốn nã. Tìm được thi thể người phụ nữ sau 15 ngày mất tích trên núi Tà Cú. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, dù đã thay tên đổi họ, ngày tháng năm sinh, từ Phú Thọ vào Đắk Lắk trốn truy nã suốt 30 năm, nhưng Đỗ Văn Thạch vẫn bị cơ quan công an phát hiện. Theo hồ sơ vụ án của Công an tỉnh Phú Thọ, từ tháng 11 năm 1991 đến tháng 2 năm 1992, trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phú cũ, liên tiếp xảy ra các vụ cắt phá đường dây tải điện, gồm cả đường dây cao thế và hạ thế. Công an thành phố Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đối với vụ án phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, chuyển hồ sơ các vụ án đến cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra xác định từ ngày 18 tháng 11 năm 1991 đến 27 tháng 2 năm 1992, các đối tượng trong vụ án đã thực hiện 22 vụ cắt phá đường dây tải điện trên địa bàn thành phố Việt Trì, gồm cả đường dây cao thế 6 kV và đường dây hạ thế 220 V. Lấy cắp hơn 7.000 mét dây cáp điện các loại, dây cáp nhôm AC35, AC50, AC95, dây cáp M16, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. Kết thúc điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố đối với 7 bị can, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Đỗ Văn Thạch, sinh năm 1966, trú tại phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, do Thạch bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 15 tháng 3 năm 1992, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã số 19 đối với Đỗ Văn Thạch. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Đỗ Văn Thạch đã đổi tên thành Nguyễn Văn Thạch và thay đổi ngày tháng năm sinh. Đồng thời, Thạch còn đổi tên vợ, con và cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân, gây khó khăn trong công tác xác minh truy vết đối tượng. Mặc dù đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nhân thân, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào 11 giờ ngày 24 tháng 10 vừa qua, tổ công tác của Phòng An ninh Điều tra đã bắt giữ Đỗ Văn Thạch khi đối tượng đang lẩn trốn tại tổ dân phố 1, thị trấn Crong Năng, huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắk. Qua công tác đấu tranh, Đỗ Văn Thạch đã thừa nhận hành vi cùng các đối tượng khác trong vụ án phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, tham gia cắt phá dây cáp truyền tải điện trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong vụ án đã xảy ra cách đây 30 năm. Mới đây, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một bị can trong vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cụ thể, mở rộng điều tra vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ngày 28 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Hồng Hà, sinh năm 1972 về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Bị can Trần Hồng Hà là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 28 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Hồng Hà. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào chiều 27 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Tào Đức Hiệp, sinh năm 1976, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam, về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự, đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Lê Thị Ngọc Anh, sinh năm 1984, chuyên viên phòng nhà khách, vụ lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khám phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề với tổng số tiền đánh bạc lên tới gần 3 tỷ đồng một ngày. Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề với số tiền giao dịch rất lớn. Xác định tính chất phức tạp của vụ án gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Ban chuyên án đã lập nhiều tổ công tác khám xét nơi ở của Kiềng Thị Nga, sinh năm 1978, trú tại đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và 11 đối tượng liên quan trong chuyên án, đều trú tại thành phố Lạng Sơn để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh và kết quả khai thác dữ liệu điện tử, máy tính, điện thoại di động, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc với nhiều đối tượng khác ở trong và ngoài tỉnh bằng hình thức ghi số lô đề thông qua sử dụng Internet, mạng xã hội Zalo với tổng số tiền đánh bạc khoảng 2,7 tỷ đồng một ngày. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã mật phục bắt giữ Võ Văn Trà, 38 tuổi, trú tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam, đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Lợi dụng địa bàn xa xôi, hẻo lánh, sau khi gây án, Trà bỏ trốn vào khu vực bãi vàng ở xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn để làm phu vàng, hòng ẩn nấp, trốn lệnh truy nã ở nơi hiểm trở. Nhận định đối tượng có thể lui tới ẩn thân ở khu vực trên, các trinh sát tổ chức tiếp cận truy bắt đối tượng bằng được. Đang vào mùa mưa, đường vào bãi vàng phải vượt qua 9 con suối, địa hình khó khăn. Khi bị bắt, Võ Văn Trà tỏ ra hết sức bất ngờ vì y nghĩ rằng mình không thể bị bắt nhanh đến vậy, chỉ sau 3 ngày có quyết định truy nã. Khoảng 1 giờ sáng nay ngày 29 tháng 10, thi thể của bà Phan Thị Kim Trung, tức Dung, 55 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, người mất tích trên núi Tả Cú từ chiều 13 tháng 10 đã được tìm thấy ở một sườn núi nằm trên địa bàn xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Được biết, nơi phát hiện thi thể là một vực sâu có con suối nhỏ chảy qua, chỉ cách chùa Linh Sơn Trường Thọ khoảng vài trăm mét theo đường chim bay. Căn cứ bên ngoài thi thể, bước đầu các cơ quan chức năng nhận định người này tử vong sau khi đi lạc khoảng 8 ngày do kiệt sức, đói và có khả năng chỉ mới tử vong khoảng 7 ngày trở lại đây. Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 13 tháng 10, anh Lê Văn Y, trú tại xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai, đến công an thị trấn Thuận Nam trình báo mẹ ruột anh là bà Phan Thị Kim Trung, tức Dung, thần kinh không ổn định, đi du lịch tại chùa Linh Sơn Trường Thọ thuộc khu vực núi Tà Cú, thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, đi lạc từ lúc 13 giờ 0 phút cùng ngày. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động người tìm kiếm. Từ ngày 13 tháng 10 đến nay, hàng trăm lượt người, các lực lượng gồm công an huyện, hạt kiểm lâm, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, công an, quân sự, bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân thị trấn Thuận Nam, Tân Thuận Nam tham gia tìm kiếm. Đặc biệt có nhiều nhóm tình nguyện viên ở thị trấn Thuận Nam, mỗi nhóm vài chục người đem theo cả chó lùng sục tìm kiếm nhiều ngày qua. Tuy nhiên do địa hình rừng núi hiểm trở, trời mưa trơn trượt nên công tác tìm kiếm hết sức khó khăn. Gia đình bà Phan Thị Kim Trung, tức Dung, đã in tờ rơi phát khắp nơi kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Nhiều thông tin cho rằng bà Trung đã xuống núi, tuy nhiên cơ quan điều tra đã trích xuất camera và phủ nhận thông tin này. Hiện khoảng 20 người đang ở tại hiện trường. Sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Nam sẽ trưng cầu giám định pháp y tử thi, điều tra nguyên nhân và thời gian tử vong của người phụ nữ này. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ cháy cửa hàng Bách Hóa 7 Tiến ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, khiến 3 người tử vong là do chập điện. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc. Rạng sáng 28 tháng 10, cửa hàng Bách Hóa 7 Tiến ở xã An Khánh, huyện Châu Thành do vợ chồng bà BTIS, 33 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này trong cửa hàng có 6 người. Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Khánh khẩn trương đến ngay hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổ công tác của công an xã và người dân đã nhanh chóng ra phía sau, đập cửa sổ và cứu được 3 người là vợ chồng và con trai của chủ nhà đang trong tình trạng hoảng loạn tháo chạy khỏi đám cháy. Nhanh chóng, công an huyện Châu Thành cũng huy động nhiều lực lượng tại chỗ, phối hợp với người dân địa phương và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Sa Đéc tham gia chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 45 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Nhưng do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hầu hết tài sản tại cửa hàng đều bị thiêu rụi. Còn 3 người ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh là khách của gia đình đều ngạt khí dẫn đến tử vong. Thưa quý vị, Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo là 3 công viên lâu đời ở Hà Nội. Hiện tại nhiều hạng mục tại 3 công viên này đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến vui chơi, sinh hoạt của người dân.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.